Trao đổi với phóng viên Chào buổi tối vào chiều nay, đại diện Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết vừa thực hiện một khảo sát dựa trên kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực và kết quả là học sinh tại Hà Nội hiện đang dẫn đầu về học lệch so với học sinh các địa phương khác. Khảo sát dựa trên danh sách những thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực do trung tâm này tổ chức trong thời gian vừa qua. Theo đó, có tổng số khoảng 62.000 lượt thí sinh ở 55 tỉnh thành trên cả nước đã tham dự kỳ thi này của Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả phân tích điểm trung bình của thí sinh thì Hải Phòng là đơn vị dẫn đầu với kết quả tốt nhất. Hà Nội đứng ở vị trí thứ 14. Cũng theo kết quả phân tích này, thì thí sinh tại Hà Nội cho rằng chỉ cần học tập trung vào các môn theo khối thi đại học. Đây là nguyên nhân khiến cho kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2015 của học sinh Hà Nội thấp hơn khá nhiều so với thí sinh các tỉnh đồng bằng sông Hồng như Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh. Vâng, tôi nghĩ rằng là có thể ở các thành phố lớn như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì áp lực đỗ đại học là khá lớn, nên các em rất thực dụng, thường là chỉ học những môn mà mình thi đại học. Và ngay chính các gia đình, các bậc phụ huynh thì cũng rất ủng hộ cách học này. Vâng, và ở Hà Nội có lẽ tỷ lệ cao hơn thôi, chứ tình trạng học lệch tôi thấy bây giờ thì cũng khá là phổ biến. Nơi nào cũng có, ngay như là kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2015 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có thể thấy điều này, khi mà số học sinh bị điểm liệt chiếm tỷ lệ rất là lớn. Trong đó, riêng môn toán có gần 40.000 thí sinh bị điểm liệt và đứng đầu bảng trong 8 môn thi. Tiếp đến là các môn như là lịch sử, ngữ văn và địa lý với số thí sinh bị điểm liệt mỗi môn cũng lên tới hàng ngàn. Vâng, về lâu dài thì việc học lệch này cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng học sinh Việt Nam. Bởi khi ra trường, nếu mà không có được kiến thức căn bản tối thiểu thì học sinh sẽ trở nên ngô nghê và thiếu linh hoạt trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Và nếu không điều chỉnh mà vẫn tiếp tục duy trì cách học, cách thi như thế thì những câu chuyện ngô nghê dở khóc dở cười về kiến thức lịch sử của học sinh phổ thông như là Nguyễn Huệ và Quang Trung là hai anh em, bà Trưng và bà Triệu là hai chị em sẽ tiếp tục tái diễn và thậm chí là có thể tiếp tục gia tăng khi mà môn học này ngày càng ít được học sinh lựa chọn và thậm chí là có thể bị khai tử.